Hai ngày sau trận thua đậm trước đội chủ nhà U16 Trung Quốc ở trận ra quân tại giải giao hữu U16 Quiz Cup 2024, đội tuyển U16 Việt Nam đã bước vào trận đấu thứ hai tại giải gặp U16 Uzbekistan vào chiều ngày 18 tháng 8. Ở trận này, mặc dù bị đánh giá thấp hơn nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam lại thi đấu như lên đồng, để qua đó có thể tạo ra cơn địa chấn trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn hẳn là Uzbekistan. Bước vào trận đấu, U16 Việt Nam đã thi đấu đầy tự tin. Điều đó giúp họ có được bàn thắng sớm ngay ở phút 15 sau pha đánh đầu cận thành hiểm hóc của Việt Long. Sau bàn thắng dẫn trước, đoàn quân áo đỏ đã trình diễn một lối chơi phòng ngự, phản công đầy khó chịu. Và bước sang đầu hiệp 2, họ đã có được bàn thắng thứ hai khi Nguyễn Văn Bách đột phá bên phía cánh trái, vượt qua một hậu vệ Uzbekistan và dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0. Với cách biệt tương đối an toàn, U16 Việt Nam đã chơi tự tin trong những phút tiếp theo và dễ dàng nâng tỷ số lên thành 3-0 ở phút 70 khi Thiên Phú toát xuống sau đường phản công nhanh và dứt điểm chính xác, nới rộng cách biệt lên thành 3 bàn cho U16 Việt Nam. Những phút còn lại U16 Việt Nam đã chơi đầy tập trung và cảnh giác, khiến đội bạn không thể có được bàn thắng danh dự. Thắng chung cuộc 3-0, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo đã tạo ra cú sốc đầu tiên tại giải. Ở trận đấu tiếp theo diễn ra lúc 18:35 ngày 20 tháng 8, họ sẽ gặp U16 Nhật Bản, đội bóng trước đó chỉ có được trận hòa 1-1 với U16 Uzbekistan. Đội tuyển U16 Việt Nam đã tạo nên cú sốc tại giải giao hữu U16 Quiz Cup 2024 khi đánh bại U16 Uzbekistan với tỷ số 3-0 trong trận đấu diễn ra chiều 18 tháng 8. Sau trận thua đậm trước chủ nhà U16 Trung Quốc ở trận ra quân, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã thi đấu đầy tự tin và hiệu quả. Việt Long mở tỷ số ở phút 15, Văn Bách nâng tỷ số lên 2-0 ở đầu hiệp 2 và Thiên Phú ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 70. Với chiến thắng này, U16 Việt Nam sẽ gặp U16 Nhật Bản ở trận đấu tiếp theo vào lúc 18:35 ngày 20 tháng 8.